Hello, dân cài xin chào cả dân chơi. Ok là clip đột kích bạn ơi. Thì bây giờ mình tiếp tục mình đi xây thẻ anh em. Đó, xây X10 4S cũ nha anh em. Ra 4S 5S thì tự giữ thôi. Các bạn trong này cứ thả đủ mỗi người 10 con nha anh em. Đó, mới con đầu tiên luôn nè. Từ từ. Con thứ hai là con đầu tiên là ra được mỗi người. Mình ra được con 5 anh em ơi. Để xem thế nào anh em ơi. Cái thế. Đây nè, đây nè. Ok. Con thứ ba rồi. Đi ít nhẹ nhẹ thôi, có nhà nhiệt tem chơi tới đam to á nè, tới ít 20 ít 25 luôn, cái 25 một trận đó. Bắn rất là nhiều, ui mấy cái game đó là đi nhìn thấy thẻ ghê gớm luôn nè. Đó, team ô tô còn mình cày trong thì thôi, đối mấy cái đó thì thôi mệt lắm. X10 được rồi, vừa vừa tay vừa sức anh em. Đó, cài vô đi ít ít lâu lắm mới có anh em. Rồi trận này đi xem đi, ra con rùa không, ra rùa ra đốc rồi sưu tập chơi anh em ơi. Cài bấy lâu nay được mới thẻ đây. Ok. Lắm. Ấy da, đang đóng khỉ luôn. Đây mình chát cái anh em này. Ok, sáu hờ mày, mình chuẩn bị vô anh em ơi. Mình là X2 mà làm cái video được. Được lắm. Rồi. Á đồ. Tưởng rồi năm. Đang cầu thần rùa hiển linh. Tám rồi. Không có lượt mình luôn anh em. Rồi xong tới mình. Tới mình nha, của mình là ngồi ra rùa nha, ai ra cũng được. Ra rùa đi nào. Ra cho nó đẹp nhà đẹp cửa nào. Mình thả 5 năm con khỉ ở đây, với 5 con rùa trên mình. Rồi. Ôi cũng được, ra khỉ không ra. 4 sao nè anh em, khỉ nè nha. Mình đếm lên tới 15 hòm mà đủ nha. Chưa tới bờ mà ăn khỉ như rầu như đúng thật. Ra rồi nè. Rồi. Á đồ. Thấy vàng vàng mừng mà đang con khỉ anh em ơi. Ok.
hấp 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 gì đâu đó đến rồi tức để à. Vô liền tựa giờ còn còn nhiều mà ít mười tới 50 hòm lận, 50 hòm còn lâu mà. Một hòm ăn bơ xong rồi nhanh lắm anh em, ăn 4 sao là nhanh lắm. Ok 13 14 rồi cần con nữa được rồi, tí là mình lên mid, mid mình thả thêm 5 con nữa. Ra con rùa hay con đốc kỷ niệm đi nào, rùa hay hơn anh em ơi. Ít ai chết á, đồ tiếc thế. Ok xíu làm 5 viên nữa là mình đủ tôn anh em. Xây này thì ngon thiệt, ra thẻ ngon thấy không, thẻ ngon mà anh em phải có nhiều thẻ lắm. Cày anh em là một cày chay rồi đi xây đồ te tua tơi tả luôn, mình lâu lâu mình mới đi thôi đó. Đi ha, đi xây 4x cũ là lần đầu tiên đi anh em, lần thứ hai chứ. Mình hay xây 2 ghe không à, 2 ghe x4 thì còn đỡ, con này tới x10 rồi. Ok con này thấy x5 nha. Rùa rùa rùa, nãy ra con rùa tốn đâu rồi, 5 không à, hết hồn hết vía. Bây giờ thấy anh em này bật tắt clip nhanh không được nha. Ok đây nè. Này cũng khá nhanh đó. Sợ đầy video của anh em. Tám phút rồi, 8 phút theo game luôn, quay từ đầu bây giờ. Bao nhiêu hồng? 18, 19 rồi anh em ơi. Thả một con nữa xong lên bơ, bơ lên mít mình thả, mình thả con quy. Rồi cũng chạy thôi, đủ 20 hòm rồi. Đây 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 đây, lên mít thôi anh em ơi, quen rồi. X5 nữa anh em, mình X5 với ông X4 X5 nữa. Xong bơ rồi, xong bơ rồi, ngồi tha hồ bắn thôi, đam lên nhanh. Trời ơi, vì 4 sao. Rồi 21, mình thả tới 25 mà đủ nha anh em. Ê. Làm cái vệ tinh trở ra 4-5 sao gì cái đam lên nhanh. 2223 hai con nữa, con này là 2 con nữa.
Ok. Nổ nổ nè. Em nổ gì không? Oh, heavy đen ta. Rồi, hai con nữa, hai con nữa. Đốc ơi, đốc ơi. Đốc ơi, đốc ơi, đốc ơi. Trời ơi. Này không lên gì ta? Lên đi nào. Một hòm nữa nha. Hòm nó đủ tì nha, đủ tì nha. Trời ơi không nổ luôn. Nổ nổ con V5 kìa. Ai nổ cũng được. Mọi người đều có thẻ là được rồi, ráng lên. Rồi đủ. Xong rồi, xong rồi. Mày đừng có đứng nha, đừng đứng đĩa nha. Còn tới 20 con nữa anh em ơi. Hơn 20 con nữa chứ. 25 con nữa. Mới 25 con à. Quay 12 phút rồi. Sợ đứng giữa chừng thì thôi phí clip. Chắc phi nhanh lên. Rồi đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Lúc này sao lên mid này sao thấy đen dữ rồi ta. Lên mid, không ai nổ nhiều hết trơn à. Tình hình nó cũng có con Vi à. Tình hình biển đảo gì đâu đen thế, người ta ra cũng được, nổ nhiều nhiều vô, mấy ông kia ra cũng được, sẽ bay âm âm vô nè 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 nè. Ra con năm sao này luôn. Ây da, thằng bảy anh em ơi. Đây 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 đây. Rồi không thấy màu vàng luôn, không thấy màu vàng luôn. Rồi còn lên nè, một hồi còn lên vườn nữa, ăn đốc bên đó nữa, ra năm sao rác là thôi rồi luôn. Ra năm sao rác thì làm sao ăn rồi với ăn đốc đây. Đây nè nữa ăn đồ. Đen thế. Là 4 sao rồi, đừng ra 5 sao nữa, còn một slot. Còn một slot 5 sao, trời ơi đen thế. Ra vì ở đủ rồi kìa anh em, dừng clip xíu nha. Rồi đâu 4 sao anh em. Ồ cái này bắn phải nhanh nha anh em, không là úi dụ nha. Ở đâu ở đây còn ra kiếp nạn trâu 5 sao nữa anh em, chắc kiếp nạn mình không ra đốc được rồi. Mấy ông mà đính đính á, mấy ông đính đính hồi ra ngay con đốc con rùa rồi thôi luôn, ra thẻ rác liên tục. Ừ ra 4 sao đi, ra 4 sao đi anh em. Ra đốc đi, còn có một con 5 sao nữa.
cây ấm, cây ấm. Ôi ôi, hồi lắc lắc rồi đó anh em, quay 16 phút lắc lắc rồi đó, đừng có bị đứng nha, giây phút quan trọng để kiếm đất nè nha. Rồi ai ra đất đây, ai là ai là ai, chưa ai tên. Cái chỗ này đen thế, 6 con trâu rồi, 6 con trâu rồi, ra một cái một con đem về 4 sao à, nổ 4 sao cũng được rồi. Khúc ở vườn này đen thế. Ở vườn đen vãi luôn anh em ơi, đen vãi cái linh hồn kìa, á đầu kìa. Ra thiệt kìa anh em, cái ai ra đốc, ai ra đốc, đốc thiệt, nín 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 là đốc anh em ơi, quá phê luôn. Ra ngay con đốc nhiều phê quá anh em, người ta ra thôi chứ mình cũng phê giùm. Có anh em ra được rồi, mình ra toàn phát không, ra mấy con năm sao mà không có giá trị gì bên nữa. Chắc thì từ từ nghe, để quánh con boss kia đã, rồi tiếp anh em ơi, đâu tiếp mới giết con boss kia xong thay đạn nhắm chết con này luôn, chờ cho mấy người khác lên quánh. Chỗ này mình hơi đen, không ra 4 sao luôn kìa, 4 3 kìa, sắp kết thúc game rồi, sắp kết thúc game rồi. Mình thả con gì đây, ấy con gì đây, á đồ full mẹ nó rồi, đồ thiệt chứ. Ảo thiệt, được ảo quá anh em ơi, ảo thiệt chứ. Thôi nữa kìa, thấy bốn mét nữa ơi, mét bốn mét bốn mét. Đâu biết, đâu biết mình cua 5 mét, không cho ra, nó không cho ra 5 mét nữa. Được, có 4 mét thì cũng được. Ngon, ngon. Ok. Sắp phun đúng mắt luôn rồi kìa. Rồi đủ luôn rồi kìa anh em.